Dạ em xin chào anh chị đã quay lại kênh Bất Động Sản Đặc Biệt ngày hôm nay. Hôm nay chính chủ có gửi bên em một cái miếng đất vườn nha anh chị, đẹp mênh mông luôn, rẻ bèo luôn chị ơi. Đang chặt tiền bán gấp nha anh chị ha. Hiện tại em đứng đây là ngay chỗ vị trí là đường huyện lộ 34. Ở đây nghe chị không, học sinh ra rất là đông luôn. Ở đây thì có cái chợ tạm nha. Đây bán buổi sáng rất là đông, còn buổi chiều bán thì ít anh chị ha. Ở đây thì học sinh đang ra đây có trường mầm non trước màn hình anh chị, và kế bên là trường tiểu học. Một vị trí cực kỳ đẹp luôn, về đêm cất nhà ở nè, con cái đi học rất là gần, đi chợ rất là tiện luôn. Từ đất vườn mình á đi ra chợ trường học và mầm non và tiểu học này á chỉ có là 500m độ lại thôi, rất là gần anh chị ha. Mình đi thẳng trước màn hình mình đó là một cây gửi số nữa là sẽ đụng tới đường quốc lộ 1A. Ở đó thì có cái cầu Kinh Sáng, còn gọi là chợ Long Định nha. Ở đó thì chợ lớn hơn ở chợ này kêu chợ tạm thôi, chợ tự phát anh chị ha. Còn chợ Long Định đó thì có ngân hàng, trường học, ủy ban, trạm y tế, điện máy xanh đầy đủ hơn anh chị. Tính từ đất mình đi ra tới chợ ngoại đó là mình chạy xe khoảng có 6 phút rồi là tới thì rất là gần luôn. Còn gặp lộc A anh chị vẹo phải là về thành phố Mỹ Tho anh chị là 7 cây số nha. Còn cách thành phố Hồ Chí Minh tính từ bến xe miền Tây là 68 km anh chị ha. Cái hướng đất vườn mình đây là hướng bắc nha anh chị. Rất là sung túc anh chị không? Học sinh ra rất là đông. Ngang 12m mặt tiền anh chị, chiều sâu là 42 nha. Trước đất mình là đường đá xanh là 2,5m chị ha. Địa chỉ cái miếng đất vườn của mình là ấp Long Thành A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Đây, kế bên phải mình đây là trường tiểu học Long Hưng nha chị ha. Tại buổi chiều nên học sinh đang tăng học trẻ chị ha, phụ huynh đi đón thì rất là đông. Rồi từ vị trí chỗ chợ trường học này sẽ chạy thẳng luôn khoảng là 400m thôi, tới 450m là tới vị trí chỗ cái đường vô cái đất vườn của mình anh chị ha. Rồi em xin mời chị nha. Rồi, bên tay phải mình đây có một cái view sông anh chị. Sông này là sông Nguyễn Tân Thành, còn gọi là sông Kinh Sáng anh chị ha, rất là lớn ở đây. Rồi em xin mời chị nha. Rồi, chạy từ từ để mình tham quan đường xá ngoài hẹp sớm chị ha. Rồi, đang thường rất là đông luôn, phụ huynh đón ha. Về đây mình cất nhà ở thì con hát cái mà đi học rất là gần, trường mầm non, trường tư học ở đây chị ha. Còn buổi sáng đông hơn gấp đôi á chị, tại vì buổi sáng là chợ đây rất là đông hai bên đường. Chạy từ từ để mình quan sát hai bên đó chị nha. Hiện tại thì chủ là sổ đỏ chị, chủ mới đo lại luôn, hiện tại là đã có vẽ lại là đây là mình có vẽ là tương đương là cọc hay là chị hẹn một tháng nửa tháng gì đó mình có thể mình vận chứng nha. Thì chị thấy là đường xá này là đường huyện lộ 34 anh chị, đang nâng cấp đường lên chị ha. Hiện tại đường vừa nhưng mà ngăn cấp đường nhất là rộng, thứ hai là ngăn cao là khoảng là 3 đến 4 tấc nữa chị nha, đang làm luôn. Nhà nước đang thi công làm chị. Em chạy chậm chậm chứ không có xa chị, cho tầm khoảng 440m là tới vị trí cái hẻm hiệu trái của mình chị ha, rất là gần luôn. Tại chạy chậm nên mình quan sát được dễ, sợ chạy nhanh đó thì ao nét camera chị ha. Xong là con lành anh chị, nhất là rộng, thứ hai là đường nó là cao hơn nhiều chị ha, nâng cấp rất là cao, khoảng 3 đến 4 tấc là rất là cao. Rồi mình đã tới vị trí cái hẻm ha. Từ cái đường huyện lộ 34 đó mình chạy hẻm trái vô 120m thôi, đến 230m là tới vị trí đất vườn của mình còn mua, rất là gần luôn. Rồi đem đậu lại ha.
Đó, mà trước màn hình mình chị thấy không? Mình đi thẳng đường huyện lộ 34 đó, khoảng 200 m nữa là sẽ đụng tới trường trung học cơ sở Long Hưng anh chị ha. À, rồi mình lại thêm 50 m nữa là có nè ủy ban nè, rồi nhà văn hóa nè, rồi trạm y tế nè, ngay vị trí luôn. À, nên từ cái nhà xin lỗi đất vườn mình á đi ra tới tiện ích rất là gần chị thấy không? À, có vài trăm mét thôi. À, gần chợ, một đầu này là trường trung học cơ sở, còn ngược lại là trường mầm non, trường tiểu học mới nãy là chợ chị ha. À, đây ủy ban thì gần ngay cầu, đây là kim cầu Long Hưng. Đó, thẳng hoài luôn tới cầu Hưng là ngay trong ủy ban của chị ha. À, mình về phải qua cầu thì về chợ đầu mối tay cây Vĩnh Kim. À, làm chạy xe khoảng là 10 phút nha. Còn tới cầu Long Hưng về trái là về thành phố Mỹ Tho, mình đi đường này đó về Mỹ Tho để gần hơn anh chị ha. Là về chợ xã hội đó chị ha. Đây mình quẹo vô đường này nè chị, đường nó xanh công cộng anh chị ha. Rồi để quẹo vô mình xem nha. Giờ khoảng tầm khoảng 120 m đến 130 m là tới, thì rất là gần luôn. Đường rất là rộng anh chị ha. Bên trái mình có đường nước công cộng. Ngoài đây là 2,5 m hết, có đoạn này là có 2 m rồi chị. Rồi tới đây bắt đầu 2,5 m lại nha. Có khoảng là 10 m thì là 2 m nha chị. Còn lại là 2,5 m hết nha chị ha. Đó, đường công cộng nha chị. Đây, nhà cửa đây cũng rất là đông, dương mới vắng. Rồi mình đã tới đất rồi chị ha. Để đậu xe lại để trên giới cho cô chú anh chị nắm rõ nha. Đất vườn mình nó thì có như là mít nè, dừa nè, đó, đang cho trái chị ha. Đây để em chỉ ranh giới cho cô chú anh chị nắm rõ ha. À, đây là ranh giới từ bên tay phải đây, đây chiều sâu bên tay phải anh chị, mí này nè. Đây, đây cái cây này anh chị ha. Sâu vô là 42 m anh chị ha. Còn cái trước mình đó là 12 m nha chị. Đó anh chị thấy không? Đây gia chủ đặt cống cho mình hết đây. Đây là đường nước công cộng nè. Đó. Có hiện trong sổ mình luôn anh chị. Còn trước đất vườn mình cũng có hiện đường luôn. Đó, nên mình cũng rất yên tâm nha. Đó. Đây là đặt cái đường nước sẵn anh chị ha. Đó, nhiều lúc có đắp qua luôn, mình có thể làm nhà mình đắp qua đây luôn chị, bơm cát đắp ha, thoải mái nha, tại vì đã đắp có đường cống này ra cái đường kinh sáng nãy chị. Ở đây thì có khuyết điểm là ở bên trong còn một miếng nữa là đường cùng chị ha. Đó, từ cái trụ bê tông này chị ha, dùng trong còn một hộ nữa là cùng rồi chị ha. Đó, dài qua tới cái ganh này. Đó, đây là chiều sâu bên tay trái chị ha. Đây giáp ranh với cái miếng hàng dừa bên tay trái chị, cắp ganh. Đó, còn miếng này nữa đường cùng thôi. Còn bên trong còn rất là nhiều hộ, nhưng mà bên kia đó ta đi đường khác chị, ra đường đan chứ không có đi đường này ha, ta đi đường khác nha. Đó. Rồi để quay một vòng mình xem nè. Đó, đối diện cái đất vườn mình đây là trồng ngò anh chị ha, ngò gai anh chị, nó còn chua rồi anh chị. Rồi để quay lại cái mặt tiền 12 m một lần nữa mình xem nha anh chị. Đây chủ bao giấy tờ trọn gói hết cho mình luôn, giá thì có 440 triệu thôi chị. Sở hữu một cái đất vườn dừa mít và hành anh chị ha, đang cho trái luôn. À, mình đi thẳng nãy mình chạy vô anh chị, cách đường huyện lộ 34 có 120 m đến 130 m thôi, rất là gần luôn. À, ra đó mình phải là về nãy mình đi với anh chị, về trường tiểu học và trường mầm non và chợ. À, có vài trăm mét thôi. Còn ra bên trái thêm 200 m đó là đường tới đường trung học cơ sở Long Hưng. Ở đó thì có ủy ban, trường học, trạm y tế đầy đủ luôn anh chị ha. Một vị trí cực kỳ đẹp luôn. Rồi, giờ em sẽ đi vô đất mình tham quan từng chi tiết nha anh chị. Đây, đất rất là đẹp. Em sẽ đi nhà qua bên đây, vô trong anh chị ha. Đó, qua đất kế bên. Ở đây thì không có cầu. Ở đây có thể có đường nước đó anh chị.
Đây mít quá trời trái luôn. Đây. Thơm phức của chị ơi, chín là chín cây luôn chị, thơm phức. Trái to đùng luôn chị không? Quá, quá ngon lành luôn. Trái rất là sai. Cái này mấy lý này giống nhau hết chị, tại nguyên cái chủ lớn á, chủ cắt cho bán á chị ha, giống nhau hết rồi chị. Đó, đây cho trái hết nè, hạnh nè, cho trái kìa. Chị biết là hạnh là trái chanh á, trái quanh năm rồi. Đó, mình có thu nhập hàng tháng, hàng ngày luôn. Em sẽ ra cái ranh giới cuối cùng luôn để mình thấy rõ ranh giới phía sau chị ha. Phía sau á thì đã có cái hàng rào cao 2,5 m rồi, có ranh giới rõ ràng hết rồi, có bản vẽ luôn rồi. Đó, rất là tiện cho mình. À, mít đang cho trái đó, mình về mình dọn cỏ lại thôi. Còn ở trước á mình cuốn nền đó anh chị, mình xây nhà ở anh chị ha. Đó, đất rất là đẹp đãi luôn. Đó, mình về dọn cỏ lại sạch sẽ đẹp, anh chị kéo rào ranh giới của mình lại chị ha. Đất mình á thì không màu mã, không có vướng di điện cao thế gì hết anh chị. Xung quanh cũng không có luôn chị nha. Đây. À, rất đẹp anh chị ha. À, đây thì có một cái mương và 2 lít anh chị ha. Cái mương này tầm khoảng là 2 m² anh chị nha. À, nước trong veo à, à, nước ra vô nè. Nhưng mà có cỏ với mấy cây nó rau muống nó mọc nó âm tầm anh chị ha. Rồi em sẽ ra cái ranh giới cuối cùng anh chị ha để em tham quan nha. À, hành một cái đâm đâm luôn, à, rất là ngon lành luôn. Quá là trái luôn chơi. Cái này mình hái cái ra tiếp tục chín liên tục luôn anh chị, hạnh đó chị thấy rất là gần chị, ra cái đường nhựa anh chị thấy đó, ra trường học rồi đó, chạy thực tế để cho cô chú chị xa đó mình nắm được cái thông tin chính xác cái vị trí và cái đất này á, để mình về mình mua cất nhà ở chị ha. Cái khu này thì rất là an ninh đó anh chị ha, về đây mình cất cái nhà nghỉ dưỡng đó rất tuyệt vời, mát mẻ thông thoáng luôn đó. Chủ đang chăm sóc luôn chị ha, rất là tốt ha, chị ha, rất là tốt luôn, cây nào cũng có trái hết. Rồi đây là cái ranh giới cuối cùng anh chị đã tới chị ha, này phải về mình lặt bớt anh chị ha, trái mít nhiều quá mà để nó không có to anh chị, để ít nhất là khoảng một cây á, tùy theo cây, cây lớn thì khoảng 4-5 trái được rồi, cây nhỏ khoảng 2 trái được chị, cho nó đủ sức để nuôi dưỡng trái chị ha. Đây là cái ranh giới cuối cùng của mình anh chị ha, kéo lưới rào nè, có sẵn hết rồi, mình về mình kéo bên trái và bên bên phải thôi. Bên trước mình xây nhà thì mình làm cái rào trước anh chị ha, và cửa ngõ anh chị ha. Đây dừa đây anh chị, dừa đã có được khoảng 4 buồng anh chị ha, đang cho trái luôn, ngon lành. Đây là chiều sâu bên tay trái này chị, có trụ bê tông đây, còn bên tay phải thì chủ chưa cắm nha, mình mua đi đặt cọc đi chủ sẽ cắm cho mình, rất yên tâm. Đây đây rồi sau bên tay trái trồng mí gạo chị ha, còn đất này đất hàng xóm mình đó. Ở đây có miếng đất trường mít và dừa cũng rất là sạch sẽ chị ha, rất đẹp luôn. Rồi đến đây em tạm dừng video ha, quý hàng cô chú nào quan tâm cái miếng đất dường nằm ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với em số thoại màn hình, bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc lại cái giá gia chủ ký gửi một lần nữa nha, là 440 triệu thôi, sở hữu một miếng đất cái ngang là 12, chiều sâu là 42 nha. Đó, có bản vẽ sẵn rồi, đất cây lâu năm anh chị ha, chưa có thổ cư. Trước đất mình là đường đá xanh là 2,5 m công cộng, cách đường nhựa chỉ có là 130 m đầu lại thôi. Đó, một cái rất là đẹp, cách chợ, trường học, về trạm y tế, ủy ban có vài trăm mét đây, một cái cực kỳ thuận lợi cho mình luôn chị ha. Quý hàng cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký màn hình để tương tác với em, có động lực về những video mới tiền đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.